Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Và tối ngày hôm nay là một ngày khá là quan trọng của tất cả cao thủ đang tham gia cái mùa đua top tháng 9 này. Thì như Khải vừa xem qua thì chúng ta còn khoảng hơn 2 phút nữa để kết thúc thôi anh em ạ. Và anh em cùng xem sơ qua thì cái trên này cái thông báo của hạng cá nhân và hạng băng hội. Đây anh em ạ, hạng băng hội của mấy chủ Đại Sơn Hà. Thì top 1 đó là vòng sáng này nọ không nói rồi, đi kèm với một cây vũ khí hùng kim môn phái tự chọn, hoặc là chọn một set vinh diệu. Đó top 1 băng hội nè. Đó thì một hai món này nó tương đương lẫn nhau này mà, một trong hai. Thì nếu top 1 thì chọn cái set vinh diệu thì top 2 sẽ là cây vũ khí, còn nếu mà top 1 chọn cây vũ khí thì top 2 sẽ là set vinh diệu đó. Rồi top 3 đó là set đăng băng hồng mỹ. Rồi hết, tại vì ở lần này chỉ có 3 top thôi mà, không có top 4 đó, chỉ có 3 top ở cùng mấy chủ này đang ở vòng băng hội á. Rồi xuống cá nhân thì Đại Sơn Hà thì vẫn là vòng sáng này nọ. Rồi kèm với một này là một trang bị hồng kim môn phái tự chọn, được chọn hồng kim môn phái thuộc tính cộng skin 9x và trừ vũ khí bao tay, cái băng rồng và ngọc bội ngư mi trưởng, và thuộc tính này là mát đột nha anh em. Top 1 có thể chọn món này, và cái thứ hai đó là có thể chọn được một set vinh diệu đó. Đối với Khải suy tính thì set vinh diệu nó sẽ có giá trị hơn một món hồng kim môn phái này. Thì Khải nghĩ top 1 họ sẽ chọn xếp vinh diệu là chuẩn pin rồi. Tại vì xếp vinh diệu nó có giá đến 2 triệu lần em. Và lần này thì chỉ ra thêm 2 set nữa. Thì ở server này thì cho dù đã hơn 7 tháng rồi, chỉ mới có 4 set thôi nha anh em. 2 set hôm nay nữa là chỉ có 4 set vinh diệu thôi nha anh em. 2 set này là kích toàn bộ những trang bị hồng kim môn phái nha anh em. 5 dòng 6 dòng là kích hết. Đó. Theo Khải nghĩ top 1 thì sẽ chọn xếp vinh diệu, ở top 2 sẽ chọn một trang bị hồng kim môn phái. Đó, cái đó là Khải nói, Khải nghĩ. Tại vì xét cái một món hồng kim môn phái này nó trị giá khoảng tầm 5-7 triệu thôi nè, không hơn. Còn xét vinh diệu sẽ cao hơn. Rồi, top 3 thì là xét đồng bàn hồng mỹ, cũng có thể là con bông tiêu. Đó, tại vì cá nhân được từ 4 top. Rồi, ok. Vậy chúng ta cùng trở lại xem thử ai lên top như thế nào cho anh em xem sớm qua. Vừa rồi thì có vẻ như một mớ anh em quanh thuốc lấy các kiểu được tránh tình trạng nộp. Ok anh em, hello tướng nhỏ em ơi. Đúng rồi, cái nọ của Khải là 59 là tương đối rồi Hải Minh ơi. Cái nọ này Khải đang bán 12 triệu anh em ơi. Còn nếu không ai mua Khải chơi đường môn thôi. Đó, nọ Khải là đọc móc rồi, mắt đột, tam nhãn 3 cấp kèm với căn khôn 2 cấp. Thì chống phái lên 35 chống phái thì lên top 149 rồi. Kèm với 27 này thì đạt 158 anh em. Đạt bơ can ngồi mắt đường môn 158. Đường môn bảo vũ đó. Còn tống kim thì 261. Rồi, ok, chúng ta cùng xem cái top cá nhân. Như chúng ta đã thấy thì top cá nhân không gì thay đổi này mà. Hai một cuốn top 2. Quá ngon. Hai cuốn top 2 này mà. Với một cái tỷ lệ quá đẹp luôn. Top 2 thì nhận được một món kim môn phái tùy chọn mắt ọp rồi. Top 1 thì AKK 293k. Không gì thay đổi. Cá nhân bên này lúa được 73k. 73k thì đỡ mà nói thì lấy được top 3. Top 3 thì chắc là lại là một set nó ăn ban hồng mỹ rồi, hay là con bông tiêu. Với 73 cái này mà mua giá 0.7 này thì 73.000 nhân cho 0.7 thì lúa mất hết khoảng 50 kim. 50 kim là khoảng hơn 3.2 triệu đến 3.5 triệu, chỉ nhận được cho mình đó là một con bông tiêu hoặc là một set ăn ban hồng mỹ thôi, râm đâm. Nói chung là vẫn lỗ không lời được. Rồi, hai một cuốn thì với 110k vật phẩm, chúng ta nhân cho nhẹ trung bình khoảng 0.7-0.8 đi, thì sẽ tốn hết 77 kim. 77 kim tương đương 5 triệu. 5 triệu nhận được một món hồng kim môn phái tùy chọn mắt ợp, cũng khá là tương đối. Đó, 5-7 triệu như khả nãy Khải có nói. Còn AK thì chắc chắn là nhận xếp vinh diệu nè. 293k nhân cho giá trung bình hiện tại 0.7 thôi, thì sẽ tốn hết 205 kim. 205 kim mà nhân cho giá thị trường 67 thì hết 13 triệu. Hết 13 triệu để lấy set vinh diệu ở là mùa này quá đơn giản rồi em ạ. Hết 13 triệu, gần 14 triệu, 13.7 triệu, cho là 14-15 triệu đây thì được một set vinh diệu nha anh em. Đó, cái mùa này thì Khải tính cho anh em xem như sơ như vậy, khoảng 15 triệu cái set vinh diệu. Còn cái băng hội này chắc như đinh đóng cột này mà, tại vì phút cuối này không đạt thêm được nữa. Băng L thì được top 1 chắc là sẽ nhận xếp vinh diệu. Top 2 là băng tơ, là sẽ nhận một cây vũ khí hồng kim môn phái tùy chọn, râm đâm ốp. Top 3 là băng đơ. Top 3 băng đơ chỉ còn là còn bông tiêu hoặc là xếp đăng băng hồng mỹ thôi, không có giá trị gì cả. Rồi, ngáo thì không được top rồi. Rồi, anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ chơi nè em ơi.
À, anh em xem đồ ăn cây à? Ăn cây. Ăn cây có đó không? Được rồi. Không có đi đâu rồi nè mà. Chung chắc nhìn định đúng cột. Đây đây này. Chắc định đúng cột rồi. Năm đồng nha. Này đó năm đồng. Anh em xem sơ qua. Một nón ngu lung. Hiện tại đang sở hữu một set đồng bang Hồng Mỹ. Ừ chỉ năm đồng rồi. Bang Hồng Mỹ. Rồi một cái nón ô lung 16. Đặt móc 13. Đặt móc 13. Tóc đánh 3 cấp vô hành động và chống phái 1 cấp. Bao tay ô lung. Áo minh ảo nâng độc đao. Một cái đai lưng ô lung. Một dây ô lung. Mang đôi dây này lực tay vào 40k đó nè. Quá gừa gốm luôn. Rồi ấn thủ lý Ngọc Phi Phong kỹ năng 1 cấp. Và mặt nạ kỹ năng 1 cấp. Rồi set đồ này quá pin này mà. Thằng 2 server. Rồi anh em xem video này đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung mùa này thì kết thúc tốt thì như vừa rồi Khải có nói thì những cái phần thưởng tương đối giá cả thì thị trường như thế nào thì Khải cũng nói sơ anh em hiểu rồi. Thì anh em cứ có thể xem lại một lần nữa để hiểu hơn nha anh em. Link phần thưởng thì Khải sẽ ghi bên dưới nha mọi người. Đó, đó là top cá nhân, con này là top 3. Đó. Rồi. Ok chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vượt ải nha anh em. Cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh này ủng hộ Khải chơi nha anh em ơi. Đây. Anh em muốn soi đồ cao thủ nào nữa? Bê bắp đây, đường môn. Đó. Một nọ 3 cấp đạt tóc. Đạt tóc 158 ngôi và đạt móc 261 tổng kim mắt ộp. Đó. Nọ này gọi là đạt móc rồi nè. Xếp đồng bàn. À, đai lưng bên hàng. Đó. Bao tay. Nón thủ lý, áo thủ lý số dòng. Giày chón kháng hỏa. Ở tay chọn kháng hỏa. Còn đây lão lương đem độc đây. Trời. Lão lương đem độc cũng sẽ đồ khá pin luôn. Sẽ nó ban Hồng Mỹ. Nó mắt ộp. Nón ô lung 17, 3 cấp chống phái. 3 cấp chống phái. 2 cấp sâu hình. Áo ô lung mắt ộp 5633. Đai lưng ô lung cũng khá đẹp luôn. Đôi giày mắt pin. Bao tay minh ảo. Bên này thì thiếu bao tay nữa là đủ set ô lung này mà. Còn bên anh AK thì lại thiếu cái áo đó. Chỉ thiếu một trong hai thôi. Trong hai năm độc tương đối như nhau. Khá là trâu, khá là đẹp. Hôm nay là con lông đao Hoa Vinh rồi. Hoa Vinh. Đồ tương đối được. Đồ min không được mát này mà. Đồ min thôi. Áo thì cũng minh. Áo tương đối được. Chung. Bao tay thì tầm chung. 2 cấp. Sẽ đồng bàn thường. Chung sẽ đồ tầm ổn để duy trì cũng như hoạt động. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua một kia hoạt động. Nhưng mà đừng quên đỡ lại cho Khải đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em ơi. Nhớ đăng ký kênh nha anh em. Khải live trực tiếp vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha mọi người. Chúc anh em xem video vui vẻ nha.